Hôm nay mình xin nói về ý nghĩa của lễ Vu Lan. Thì hàng năm cứ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, người dân Việt theo đạo Phật có một ngày lễ lớn gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là đại lễ báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên, một tập tục đáng quý của người Việt, thể hiện truyền thống đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của ông Maha Mộc Đạt Già La, thường gọi là Đại Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong số ít đệ tử xuất chúng của Đức Phật. Ngài có quyền pháp vô biên, nhưng không vì thế mà Ngài quên đi nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ. Một lần dùng tệ nhãn quan sát khắp bốn phương tám hướng, tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình là bà Thanh Đề đang chịu cảnh tội đồ trong ngục A Tỳ, thân thể gầy héo, xanh xao, chỉ còn da bọc xương, khổ đau khôn xiết. Dù biết đó là do kết quả của thói tham lam, độc ác, sự dối trá từ thở sinh thời mẹ đã gây nên, nhưng Ngài vẫn không khỏi thương xót, dùng pháp thực của mình, tôn giả Mục Kiền Liên mang cơm dâng lên mẹ. Nhưng do nghiệp quá lớn nên bát cơm bà Thanh Đề cầm trên tay, chứng kiến cảnh tượng ấy, Ngài rất là đau lòng, quỳ bạch lại với Phật, mong Đức Phật cứu rớt để linh hồn mẹ mình được siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Phật đã chỉ cách để Ngài có thể cứu vớt được mẹ ra khỏi cảnh đọa đày. Đức Phật nói: "Ông tuy quyền pháp vô biên, lại hiếu thảo hơn người. Tấm lòng của ông làm cảm động cả trời đất, nhưng tội ác của mẹ ông quá nặng. Một mình ông không thể cứu được mẹ. Đến ngày rằm tháng bạc hoan hỷ, chư tăng tử tứ hãy sửa soạn lễ vật cúng dường, thành tâm thỉnh cầu chư tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được." Ngày lễ Vu Lan bởi thế không chỉ có ý nghĩa là ngày cúng lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cúng cho vong hồn cô quạnh, mà sâu xa hơn nó nhắc nhớ người ta biết trân trọng những gì mình đang có, cha mẹ và gia đình người thân. Vào ngày lễ Vu Lan, nếu ai còn mẹ thì được cài lên áo bông hồng màu đỏ, người đó sẽ thấy tự hào khi mình còn có mẹ. Những ai không còn mẹ thì cài lên áo bông hồng màu trắng, người được cài bông hồng màu trắng sẽ cảm thấy xót xa, nhớ thương người mẹ đã khuất. Người được cài bông hồng màu đỏ thì sẽ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn có mẹ bên cạnh và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai mẹ không còn, dẫu có khóc than cũng chẳng còn kịp nữa. Phong tục cài áo, cài hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng vào dịp Vu Lan là do thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng vào thập niên 60 của thế kỷ trước để tăng thêm ý nghĩa văn hóa cho lễ hội này, nhất là để con cái nhớ về cha mẹ dù còn hay mất. Cảm ơn các bạn. Sau đây là mình có quay một đoạn clip về lễ Vu Lan được tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Tâm. Ở phía dưới clip đó thì mình có địa chỉ của bạn của để mà đi tới Tịnh Xá Ngọc Tâm. Mời các bạn theo dõi ha. Cảm ơn các bạn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mâu Phật. Hai lời ni sư và chư tôn đức ni, quý ni sư nhất tâm tùy hỷ và vô cùng trân trọng tấm lòng hoàng ở những đấng sanh thành và những người con của hiếu thảo. Trong ngày đại lễ Vu Lan hôm nay, chắc có lẽ chúng ta ai cũng cảm nhận được rằng khi mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, thì biết bao người con hiếu thảo đồng lòng nhịp đập của con tim, cùng một tấm lòng hướng về các đấng sanh thành và các bậc ân nhân mà hoài niệm vọng thâm ân quả thật, nhớ đến thâm ân của mẹ hiền vì con cha mẹ sống chung chuyên, một xương hai nắng lo tần tảo suốt cuộc đời mẹ sống vì con. Những người con nhớ đến ân đức, những đấng sanh thành dưỡng dục ông bà chăm sóc, vì thương tưởng chúng ta muốn đền ơn báo hiếu, thiết lập lễ Vu Lan gieo tạo phước điền hồi hướng đến cuộc
quyền thất tổ, mong cũng quyền thất tổ sớm được siêu thoát. Cũng có khi ông bà vì thương chúng ta mà không an lòng ra đi quanh quẩn bên ta, vì thấy con cháu còn buồn khổ nhiều, gia đình không được an lạc, cho nên con cháu cố gắng ra con tu tập để cha ông thấy con cháu hạnh phúc an lạc, nên họ an lòng nơi chính suối, vì dòng ấy rất sâu, người ta gọi dương gian âm phủ đồng nhất lý, có nghĩa là kẻ sống cùng người chết vẫn còn chấp tình nghĩa và cũng khổ đau như nhau. Muốn báo hiếu thiết thực, chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, chăm sóc gia đình, không bỏ bê vợ con, không ruộng già, bảo vệ hạnh phúc gia đình, trách nhiệm đối với con cái, dạy dỗ cho chúng nên người hữu dụng trên xã hội, đảm bảo được sống có nghề nghiệp, vợ chồng trung thủy, nuôi dạy con cái. Nên người thì ta đạt được hạnh phúc là cũng quyền được an lòng. Hãy chịu khó lắng nghe vợ, lắng nghe chồng, chồng lắng nghe vợ, lắng nghe tâm tư con cái, hầu giải tỏa những vướng mắc. Nghe rồi hiểu, rồi thông cảm, rồi thương yêu, rồi chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Sống với tâm hồn quảng đại, bao dung, thương yêu và tha thứ là chúng ta biến trần gian thành cực lạc. Sống được như vậy, củ quyền thất tổ chắc chắn được siêu thoát. Là âm dương, là âm siêu dương thế, đây là ý nghĩa chân thật của cuộc sống, của sự biết ơn và nhớ ơn và đền ơn trong môn một. Vậy hôm nay chư Phật tử quân tập về đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Tâm cử hành đại lễ Vu Lan với lòng báo hiếu thăm ân. Quý ni nhắc nhở những việc nào nên làm, việc nào không nên làm, để Phật tử được sống an lạc, hạnh phúc trong niềm tin Tam Bảo. Hãy làm những điều thiện lành, chúng sanh sẽ sanh về cảnh giới an lành. Đó là lợi ích của sự nghe học giáo pháp và rèn luyện những đức tính tốt đẹp. Quý ni xin kính chúc chư nam nữ Phật tử đạt được nhiều an lành trong cuộc sống và mãi là những người con thật hành tốt, làm góp phần xây dựng một cõi cực lạc trần thế gian này vậy. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Bá Mô Phật.